vào tuổi thơ ấu, tuổi học trò. Những tâm hồn trong trắng của tuổi thơ cũng đang nghĩ về thầy cô mến yêu và đang công tác tại trường trung học cơ sở Tân Quang. Trong không khí tưng bừng của ngày lễ hội lần thứ 34 ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, cho phép tôi thay mặt thế giới công nhận ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày hiến chương quốc tế các nhà giáo 1957, và ngày 28 tháng 9 1982, Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo chung cả nước đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo của chị Phạm Tam Quang chúng ta. Thưa quý vị, tạo hóa sinh ra con người đã sinh ra cái cô, và để đền đáp công ơn trời biển của quý thầy quý cô, chúng em xin kính dâng lên những thầy cô những bông hoa tươi thắm nhất. Kính mời. Phụ huynh học sinh trường trung học cơ sở Tân Quang, cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam, dù có còn cao sách trên tháng 11 lại về trong không khí hong hong của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam ngày 24 tháng 11, ngày mà cả xã hội có tấm lòng và đồng thời cũng có một phần tri ân và tuyên dương khen thưởng cho tất cả các thầy cô. Đó là cái từ cái hôm mà chia tay với trường á, thì nghỉ ngơi thì nó cũng phải thoải mái hơn so với lúc làm việc, mà đặc biệt là những cái năm đó học trò nó cũng nghịch